quá chứ. Ba chứ nó con trừ trừ toán. Này con còn đọc được không? Bỏ thì Minh Thảo. Hồi nãy con còn đọc dơ không? Dơ lâm mùm á. Hồi nãy con nhắn tin qua bên Lâm á. Rồi con chụp màn hình con gửi qua bên Lâm cho con. Chỉ bao nhiêu rồi chị? 65 cáo anh đó.